Hello, hello, xin chào các bạn, để đến với Thuận Capital video ngày hôm nay Hiện bây giờ đó là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ Ở Việt Nam nên các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi Và hôm nay đây chúng ta cũng có rất nhiều tin tức thường muốn chia sẻ với các bạn Hôm nay chúng ta sẽ ít tâm sự hơn mà sẽ chú tâm về nhiều tin tức các bạn Tại vì chúng ta có tin tức liên quan tới e sport ETF Chúng ta có một cái thông tin rất là thú vị Có phải là Hoa Kỳ đang chuyển hướng và có khả năng sẽ chấp nhận Bitcoin làm tài sản quốc gia hay là không Chúng ta sẽ nói tới thông tin đó các bạn và chúng ta cũng có những cái cập nhật liên quan đến tình hình của thị trường như thế nào Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi nhưng mà trước hết á, thì ngày mai là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ các bạn Ngày lễ July 4 cho nên ngày mai đó sẽ không có video Và ngày mai đó thị trường chứng khoán cũng không có mở cửa Cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ không có những cái thông tin liên quan tới Bitcoin Smart ETF Nhưng mà thị trường crypto đây thì không bao giờ ngừng nghỉ các bạn Cho nên chúng ta vẫn có thể có những thông tin nổi bật liên quan đến crypto ngày mai Thuần sẽ chia sẻ trên mạng xã hội với các bạn nhưng mà nào mà chưa theo dõi Thuần capital ở trên facebook ở trên telegram ở trên twitter trên x thì các bạn nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để lấy những cái thông tin chính thức các bạn những cái link chính thức để tránh những cái link giả mạo Hôm nay đó chúng ta sẽ bắt đầu từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ các bạn tại vì cũng có những cái tin tức liên quan tới Fed ngày hôm nay. Thì các bạn đã nhìn thấy được là cả hai chỉ số đó đó chính là S&P 500 và Nasdaq thì đều đã kết thúc là một màu xanh các bạn và cả hai đã đóng lại ở cái mức cao kỷ lục và chúng ta đã thấy chỉ số Dow Jones cũng không thay đổi nhiều. Thì về tình hình chứng khoán Hoa Kỳ đó thì các bạn thấy cũng rất là tốt và chúng ta có một số thông tin không tốt cho tình hình kinh tế các bạn nhưng mà chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ nó rất là kỳ lạ như thường đã từng chia sẻ với các bạn. Tin tức tốt là tin tức xấu và ngược lại tin tức xấu lại là tin tức tốt các bạn. Tại vì hiện bây giờ đó chúng ta cần những tin tức xấu để Fed có thể hạ lãi suất. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là trong thị trường crypto đó thì ngày hôm nay chúng ta thấy được là giá Bitcoin giảm thêm một chút nữa các bạn, giảm khoảng chừng là 3% ngày hôm nay ở mức là 60 khi mà zoom ra đó Một lát lần thường chia sẻ với các bạn Cái biểu đồ chúng ta vẫn trên căn bản Trong phạm vi đi ngang cho tới thời điểm bây giờ Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là Có một cái lực bán trong thị trường Bitcoin Mà nó không có trong thị trường chứng khoán hiện bây giờ Mà các bạn cũng đã biết rồi Chỉ là nhiều bạn đã mau quên Mà thôi thường chia sẻ thông tin chi tiết một lát nữa Nhưng mà chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó Thì chúng ta thấy vẫn tiếp tục ở cái mức Là hơn 80 đô các bạn Hiện bây giờ là 83 đô 54 cent thì chúng ta cũng đã biết là hợp đồng của dầu đã một thời thời gian dài có thể nói là hơn một năm trời là ở mức 80 đô hay là thấp hơn lâu lâu chúng ta cũng thấy là rời khỏi 80 đô một chút như là bây giờ quan trọng đó, đây là cái xu hướng tăng trưởng hay là chúng ta chỉ thấy là tạm thời mà thôi đương nhiên nếu như bạn muốn tiếp tục thấy phần trăm lạm phát giảm xuống thì chúng ta không muốn thấy giá dầu tăng lên các bạn chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ngay bây giờ đó thì cao hơn là trung bình trong vòng hơn một năm qua nhưng mà cũng chưa có gọi là đáng lo lắng đâu các bạn nhưng lúc mà cao đó là khi mà các bạn nhớ đến giá dầu lên tới mức là cả trăm đô cho một thùng dầu thậm chí có lúc lên tới 120 đô cho một thùng dầu các bạn còn về vàng thì sao? Hợp đồng vàng đó thì gần đây cũng không có gì gọi là bất thường các bạn Chúng ta vẫn tiếp tục ở cái mức là 2.300 cho đến 2.400 trong phạm vi đó Về tin tức liên quan đến tình hình tài chính nói chung đó thì chúng ta cũng thấy hôm nay Hoa Kỳ có một số chỉ số Thứ nhất chúng ta cũng đã biết là hôm nay sẽ có thông báo liên quan đến việc làm đến từ công ty tư nhân ADP Cái này là cái thông báo đến từ công ty ADP thôi các bạn Đây là công ty tư nhân mà họ cung cấp dịch vụ biên chế cho những công ty có nghĩa là họ giúp những công ty đó bằng cách là cung cấp dịch vụ viên trả lương đó, thì họ cũng có những thống kê việc làm nhưng mà cái thông tin quan trọng hơn là vào ngày thứ sáu tuần này các bạn sẽ có cái thông tin liên quan đến phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ nhưng mà EDP đó, thì hồi sáng này thông báo những công ty tư nhân đã tạo thêm 150.000 việc làm trong tháng 6 nghe có vẻ như rất nhiều các bạn nhưng mà nó đã thấp hơn cái mức 157.000 vào tháng 5 và thấp hơn so với dự đoán của Dow Jones là 160.000 việc làm có nghĩa là chúng ta nhìn thấy được là việc làm đó mới được tạo ra dựa theo ADP vẫn còn nhưng mà đã thấp hơn dự tính rồi các bạn và thấp hơn tháng trước đó. Thêm vào đó là chúng ta có hàng loạt những chỉ số kinh tế cho thấy mọi thứ tiếp tục chậm lại. Chúng ta có thể nhìn thấy được trên màn hình đây là những cái chỉ báo liên quan tới nền kinh tế các bạn. Chúng ta cũng không có thường xuyên theo dõi những chỉ báo này đâu. Chủ yếu đó đây là những cái thông tin liên quan đến là đơn đặt hàng nhà máy, đơn đặt hàng nhà máy trừ vận chuyển, việc làm phi sản xuất đơn đặt hàng mới phi sản xuất vân vân những cái chỉ số liên quan đến tình hình nền kinh tế như thế nào và điều các bạn có thể nhận ra được ở đây đó chúng ta không cần phải đi vào chi tiết nhưng mà những cái mà các bạn nên nhìn thấy được đó chính là tất cả những chỉ số này đều giảm so với tháng trước đó các bạn nghĩa là tình hình kinh tế đó ngày là càng chậm hơn ngày càng chậm hơn đây là cái tin tức xấu cho nền kinh tế các bạn nhưng mà các bạn đã nhớ thường chia sẻ đó tin tức xấu bây giờ lại là tin tức tốt cho những người nào mà chờ đợi các giảm lãi suất các bạn và chúng ta thấy được là bây giờ ước tính Fed sẽ bắt đầu các giảm lãi suất vào tháng 9 này Chưa có gì thay đổi hết các bạn Nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy được là không phải ai cũng có cái quan điểm đó đâu Nhưng mà trước hết á, thì chúng ta hãy nói Tên văn bản họp của Fed đi Tại vì chúng ta cũng đã biết là Fed đã có cuộc họp cách đây 3 tuần Thì 3 tuần sau sẽ có văn bản họp chính thức Và cái chúng ta muốn xem coi đó là những gì được chia sẻ bởi Chủ tịch John Powell Tại vì các bạn nên biết là sau khi họp đó Thì người duy nhất chúng ta nghe chia sẻ đó chính là Chủ tịch Fed John Powell Nhưng mà trong cuộc họp đó có rất nhiều quan chức của fed chúng ta muốn biết xem những quan chức đó họ có đồng suy nghĩ hay là không thì nói chung nó cũng không có gì gọi là quá bất ngờ các bạn điều mà khiến cho nhiều người bất ngờ hơn đó là trong cuộc họp đó tuy là họ đã nắm bắt được thông tin liên quan tới phần trăm lạm phát đã giảm xuống thêm một tháng nữa các bạn tại vì các bạn đã nhớ là lúc mà họp đó thì ngay ngày hôm đó có phần trăm lạm phát cpi thì tuy họ đã nắm bắt được thông tin đó nhưng mà nó không phải là một cái thông tin mà được sử dụng nhiều trong cuộc họp này nhưng mà kết quả đó thì cũng giống như được chia sẻ bởi Chủ tịch chọn Powell các bạn, những quan chức của Fed tại cuộc họp vào tháng 6 cho biết là lạm phát đang đi đúng hướng nhưng mà không đủ nhanh để họ có thể hạ lãi suất. Nhìn chung đó thì điều đồng ý là không nên vội vàng cắt giảm lãi suất ngay bây giờ. Đó cũng là điều được chia sẻ bởi cho Tròn John Powell, cho nên cũng không vừa là quá bất ngờ. Nhưng mà cho dù là như vậy đó chúng ta nhìn thấy được là hiện bây giờ cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi đặt ra là khi nào mới giảm lãi suất các bạn. Có người nói là sẽ không có giảm lãi suất năm nay đâu tại vì năm nay là năm bầu cử tổng thống vân vân. Chúng ta cũng đã nói tới thông tin đó ngày hôm qua rồi. Dựa theo những dữ liệu lịch sử đó thì những những năm bầu cử tổng thống chúng ta vẫn thấy Fed có nhiều động thái và thậm chí nhiều động thái đó cực kỳ nhanh luôn các bạn giống như là tăng nhanh hay là giảm nhanh hoàn toàn có thể luôn và chúng ta cũng đã biết là thị trường bây giờ ra thì tùy theo các bạn hỏi ai phần lớn nó nghĩ là chúng ta sẽ có đâu đó từ 1 cho đến 2 đợt cắt giảm lãi suất tại vì từ đây đến cuối năm là chúng ta còn thu nhớ là khoảng 4 cuộc họp nữa để thường xem coi đúng rồi các bạn chúng ta có cuộc họp vào cuối tháng này ngày 31 tháng 7 kế đó là ngày 18 tháng 9 Kế đó là ngày 7 tháng 11 và cuối cùng của năm nay là ngày 18 tháng 12 chưa gì hết chúng ta cũng đã nói tới cuộc họp cuối cùng của năm nay rồi các bạn mới đây thôi đây thuận nhớ chúng ta vừa nói tới là năm nay sẽ sôi động như thế nào thì đúng là đã sôi động các bạn nhưng mà chưa gì hết thì chúng ta đã nói tới năm kế tiếp rồi chúng ta nhìn thấy được là từ đây đến cuối năm đó thì còn bốn cuộc họp nữa nếu như mà fed cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay đó thì không còn nhiều thời gian nữa các bạn chúng ta đều biết là hiện bây giờ thị trường ước tính là tháng 9 và tháng 12 sẽ có đợt cắt giảm lãi suất nghĩa là hai đợt từ đây đến cuối năm cho dù là quan chức của fed nói khả năng chỉ có một đợt mà thôi thị trường vẫn kỳ vọng hai đợt hiện bây giờ và không những riêng thị trường các bạn những cái ngân hàng lớn những công ty lớn đó họ cũng đều có những suy nghĩ như vậy và thậm chí còn nhiều hơn nữa giống như là ronald temple đây là giám đốc cấp cao của công ty là do các bạn và họ đã nói là họ lại ước tính là fed sẽ cắt giảm lãi suất ba lần năm nay các bạn không phải là một lần không phải hai lần mà lên tới 3 lần hôm nay tại vì uh, tình hình đó, nó tệ hơn là Fed nghĩ rất là nhiều và chúng ta có thể nhìn thấy là nền kinh tế đang chậm lại và chúng ta cũng đã biết là khi mà cắt giảm lãi suất thì cần một thời gian để mà thấm vào nền kinh tế cũng giống như khi mà họ tăng lãi suất tăng lãi suất rồi đó thì phải tốn hơn cả năm sau mới thấm vào nền kinh tế cho nên nếu như mà chúng ta thấy nền kinh tế bây giờ đang chậm lại đó chưa đến mức là cực kỳ tệ nhưng mà bây giờ đó mới đúng là cái thời điểm vàng son để có thể giảm lãi suất để tránh suy thoái tài chính nếu như mà đợi lâu hơn đó thì sẽ quá trễ ít ra đó là lòng tin của một số người như là chúng ta nói tới Ronald Temple của Lazar thì chúng ta có thể nhìn vào một số những thông tin mà đã lâu rồi chúng ta không nói đến các bạn cũng đã hơn 2 năm rồi có thể nói là gần 2 năm rưỡi khi mà thùng làm cái video liên quan tới đường công, lợi suất đảo ngược các bạn. Đây là cái video chúng ta cũng đã có từ ngày 7 tháng 2 năm 2022 khi mà hiện tượng này một lần nữa lại xuất hiện các bạn. Thì để các bạn hiểu được đường công, lợi suất đảo ngược này như thế nào đó thì chúng ta hãy nhìn vào một cái biểu đồ. Đây là cái biểu đồ liên quan tới lợi suất các bạn. Thì hiểu đơn giản đó là chúng ta thấy là trong một cái tình hình bình thường của nền kinh tế khi các bạn cho vay càng lâu thì các bạn muốn cái phần trăm lợi nhuận càng cao thì cũng dễ hiểu thôi các bạn, tại vì đó các bạn cho vay càng lâu, đồng nghĩa là các bạn chấp nhận nguy hiểm thời gian lâu hơn. Giống như các bạn cho vay vài tháng đó thì có thể là lãi suất thấp các bạn, tại vì à, trong thời gian vài tháng đó có chuyện gì đi nữa đó các bạn cũng có thể suy sở được, các bạn cũng có thể rút tiền của mình về được sau 6 tháng, 3 tháng hay gì đó. Nếu như mà tình hình giống như là nền kinh tế tốt hơn, chứng khoán mang lại lợi nhuận nhiều hơn, các bạn có thể là di chuyển tiền đó đi cái nơi mà cho các bạn lợi nhuận nhiều hơn. Nhưng mà khi các bạn cho vay lâu giống như là 10 năm hay gì đó thì 10 năm sau đôi biết như thế nào rồi các bạn cho nên á các bạn muốn có cái lợi nhuận cao hơn cái từng lời cao hơn đó là một cái gọi là noi mồi yield các bạn có nghĩa là càng cho vay càng lâu thì cái phần trăm lợi nhuận càng cao nhưng mà chúng ta lại có một cái trường hợp nó lại hoàn toàn đảo ngược các bạn cho nên mới gọi là đường cong lợi suất đảo ngược khi mà chúng ta thấy là cho vay càng lâu thì cái phần trăm lợi nhuận càng thấp cho vay càng ngắn đó phần trăm lợi nhuận càng nhiều thì nghe có vẻ như là vô lý các bạn nhưng mà điều này đó cũng xảy ra thường xuyên trong nền kinh tế chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là hoa kỳ trên căn bản đó nếu chúng ta nhìn vào đây là cái biểu đồ mà nhiều người sử dụng các bạn khi mà họ so sánh phần trăm lãi suất cho công trái phiếu 2 năm so với 10 năm và khi mà chúng ta thấy là cái phần trăm lãi suất cho công trái phiếu 2 năm còn cao hơn cả 10 năm nữa đó thì có nghĩa là chúng ta đang ở trong cái trường hợp đường công lãi suất đảo ngược và nó đã xuất hiện khi nào các bạn lần này đó nó đã xuất hiện vào cái thời điểm tháng 7 của năm 2022 mãi tới bây giờ luôn đã gần 2 năm rưỡi rồi các bạn thì tại sao nhiều người lại quan tâm đến cái hiện tượng này và tại sao hiện tượng này lại xảy ra các bạn thì để hiểu đơn giản đây là bài viết thường đã chia sẻ cái tay 2 năm đường cong lãi suất đảo ngược là một dấu hiệu về tình trạng suy giảm kinh tế sắp xảy ra tương tự như những gì xảy ra trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 khi đó đó lãi suất trái phiếu ngắn hạn cao hơn lãi suất trái phiếu dài hạn khi nhà đầu tư lo lắng về nền kinh tế đó họ sẽ muốn chuyển tiền của mình từ mảng đầu tư rủi ro cao hơn sang an toàn hơn như là không trái phiếu nếu như nhà đầu tư tin là triển vọng kinh tế sẽ xấu đi đó thì nhu cầu trái phiếu kỳ hạn dài sẽ tăng lên đẩy lãi suất trái phiếu kỳ hạn dài giảm xuống thấp hơn so với lãi suất ngắn hạn thì có thể hiểu như thế này các bạn khi mà những nhà đầu tư nghĩ ra trong vòng mấy năm tới đây đó kinh tế hoa kỳ sẽ rất là tệ cho nên họ thà để tiền vào công trái phiếu như là cho chính phủ vay các bạn công trái phiếu đã nợ công khi mà họ làm như vậy đó sẽ dẫn đến là cái nguồn cầu tăng lên cho công trái phiếu dài hạn và khi nguồn cầu tăng lên sẽ khiến cho giá công trái phiếu dài hạn tăng lên các bạn và chúng ta cũng đã nhớ là giá công trái phiếu và phần trăm lợi nhuận nó đi ngược chiều với nhau. Giá công trái phiếu càng tăng thì phần trăm lợi nhuận càng giảm xuống. Dẫn đến gì các bạn? Dẫn đến chúng ta có hiện tượng đường công lợi suất đảo ngược như là chúng ta vừa mới nói đến. Đây là cái tình trạng chúng ta đã chứng kiến trong vòng 2 năm qua rồi các bạn. Thì câu hỏi là khi mà hiện tượng này xảy ra đó thì chúng ta có suy si thoái tài chính hay là không thì trong lịch sử đó hình dung ra các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn là trong lịch sử đây là cái biểu đồ liên quan tới đường cong lợi suất đảo ngược các bạn mỗi lần mà cái đường màu xanh này dưới cái đường mà màu đen đi ngang đó nghĩa là chúng ta có hiện tượng đảo ngược thì chúng ta cũng thấy được là có nhiều lần khi mà chúng ta có đường cong lợi suất đảo ngược thì chúng ta lại có thấy một cái vùng xám xuất hiện ở trên biểu đồ này dùng xám này là đại diện cho suy si thoái tài chính các bạn thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là cũng có nhiều lần khi mà mà hiện tượng này xảy ra đó thì lúc đó là lúc mà có suy thoái tài chính như là chúng ta nhìn thấy năm 1980 hay là khi nó xảy ra rồi đó thì một thời gian sau chúng ta có suy thoái tài chính cho nên nhiều người cho ra đây là một cái hiện tượng có thể cho chúng ta biết trước được có suy thoái tài chính hay là không nhưng mà cái vấn đề đó là chúng ta nhìn vào lịch sử thì nó không có một con số ấn định nào hết các bạn cho dù là chúng ta nói là khi mà có đường cong lợi suất đảo ngược đó, thì sẽ có suy thoái tài chính nhưng mà bao nhiêu lâu thì chúng ta thấy là không có sự đồng bộ nào hết có thể là trong vòng 6 tháng có thể là trong vòng 30 tháng các bạn, 6 tháng hay là 30 tháng là con số rất là xa. 30 tháng là hơn cả 2 năm luôn các bạn. Thì đối với nhiều người đó, một cái chỉ số như vậy đó cũng không có đáng giá lắm đâu. Tại vì các bạn có thể nghĩ như này, khi mà có hiện tượng này xảy ra rồi đó thì chúng ta lại chờ đợi có suy thoái tài chính. Nhưng mà chúng ta cũng nên biết là suy thoái tài chính sẽ xảy ra sớm hay muộn thôi các bạn. Đó là một cái chu kỳ trong thị trường kinh tế các bạn. Chúng ta có cái chu kỳ phát triển, mở rộng và cái chu kỳ thu hẹp suy thoái, đó là cái hiện tượng rất là bình thường ở trong một cái nền kinh tế, ở trong một thị trường tài chính thị trường tài chính nào cũng có những cái chu kỳ hết cho nên nếu như mà mỗi một lần mà chúng ta thấy có hiện tượng đường cong lợi suất đảo ngược xảy ra thì chúng ta lại cứ đếm tới ngày mà có suy thoái tài chính nhưng mà chúng ta lại không thể biết chắc chắn được là cái suy thoái tài chính đó có thật sự là tại vì có đường công lợi suất đảo ngược hay là không chúng ta lấy một ví dụ đi, giống như cái ví dụ này chúng ta thấy được là khi mà cái đường này đó đi xuống cái dưới cái đường mà đi ngang màu đen nó nghĩa là khi mà có cái hiện tượng đảo ngược xảy ra đó chính là vào cái thời điểm là cứ cho là tháng 1 năm 1989 đi các bạn thì khi nào mới có suy thoái tài chính các bạn thì rồi bắt đầu cái dùng xám này đã xảy ra vào năm 1990 có nghĩa là chúng ta thấy được là hơn một năm sau nhưng mà lúc đó đó cái đường cong này đã không còn đảo ngược nữa rồi các bạn chúng ta cũng có thể nhìn thấy được một hiện tượng khác nữa nó còn lâu hơn Chúng ta có thể lấy cái hiện tượng là năm 2006 đi chúng ta lần đầu tiên có cái hiện tượng đảo ngược xảy ra vào tháng 2 năm 2006 rồi lại không đảo ngược nữa rồi một lần đảo ngược nữa nhưng mà mãi cho đến chúng ta nhìn thấy được là tháng 1 năm 2008 thì mới có suy thoái tài chính, nghĩa là hai năm sau mới có suy thoái tài chính, nhưng mà lúc đó đó cái đường này đã không có đảo ngược nữa các bạn, đã trở thành dương rồi. Thì có phải là đường cong lợi suất đảo ngược khiến cho có suy thoái tài chính hay là đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi đây là câu hỏi triệu đô các bạn mà mọi người vẫn đang đặt ra hiện bây giờ nhưng mà chúng ta cũng có nhiều người họ cũng đã tính toán những cái dữ liệu trước đây các bạn dữ liệu lịch sử thì có thể nghĩ như thế này các bạn nếu chúng ta nhìn vào cái số lượng tháng sau khi mà có hiện tượng đảo ngược xảy ra đó thì bao nhiêu tháng sau và khả năng có suy thoái tài chính là bao nhiêu thì nếu các bạn nhìn vào thông tin này đây các bạn thấy được là ok sau khi mà có hiện tượng đảo ngược sau đó 6 tháng thì chúng ta có khả năng là 54 phần trăm có suy thoái tài chính nghĩa là gần như 50 50 các bạn không mà chắc chắn hết nhưng mà sau khi mà có hiện tượng đảo ngược đó thì 12 tháng sau một năm sau thì có suy thoái tài chính khả năng là 80 phần trăm coi như là cũng cao rồi đó các bạn bắt đầu lên tới một năm rưỡi 18 tháng thì khả năng có suy thoái sau khi đảo ngược là 93 phần trăm lên tới 2 năm là 94% mà lên tới 30 tháng 2 năm rưỡi đó là 95% Thì khi mà các bạn chỉ nhìn đơn thuần như vậy các bạn thấy được là wow Hầu như là chắc chắn gần như 100% rồi Khi mà có lãi suất đảo ngược Chúng ta sẽ có suy thoái tài chính Nhưng mà các bạn có thể nhớ thường vừa chia sẻ đó Càng đi xa ra thì khả năng có suy thoái càng cao Cho dù là chúng ta nói có hiện tượng đảo ngược hay là không các bạn tại vì chúng ta cũng vừa nói đến đó là thị trường tài chính sẽ có những chu kỳ các bạn có lúc mở rộng có lúc thu hẹp có lúc thị trường tăng nhanh có lúc thị trường giảm nhanh các bạn đó chính là những cái bình thường ở trong thị trường tài chính chúng ta có những chu kỳ như vậy cũng giống như là chu kỳ kinh tế cho nên á cho dù là có hiện tượng đảo ngược hay là không thì vẫn có thể là có suy thoái tài chính các bạn đó là điều không thể tránh khỏi cho nên càng kéo xa ra giống như các bạn thì được là ok 30 tháng nếu như mà thuận kéo dài tới 60 tháng mấy năm sau thì khả năng có thể lên tới 99 phần trăm các bạn khi mà mà thuận kéo dài hơn nữa đó thì càng kéo dài khả năng nó càng gần 100 phần trăm cho nên đây là một con số mà sẽ khiến cho các bạn có một cái nhìn sai lầm về cái sự tương quan giữa đường cong lợi suất đảo ngược với lại khả năng có suy thoái tài chính các bạn. Cái mà tôi nghĩ nó sẽ có ý nghĩa hơn đó, đây là cái bài nghiên cứu đã được đưa ra năm nay các bạn. Đây là bài nghiên cứu đến từ CIAI Association. Thì cái họ nghĩ là có giá trị hơn. Tại vì nếu như mà nói như vậy đó thì chờ bao nhiêu lâu ai mà biết được các bạn. Nếu như mà các bạn bắt đầu soát chứng khoán ở Hoa Kỳ vào lúc mà có đường công đảo ngược có nghĩa là vào tháng 7 năm 2022 thì tới bây giờ các bạn đã lỗ rất là nhiều rồi tại vì ngay thời điểm bây giờ các bạn 30 tháng sau đó chúng ta nhìn thấy được là chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đang đạt đỉnh mới mà chúng ta nhìn vào chỉ số S&P 500 và Nasdaq và ngay cả Dow Jones cả ba chỉ số này liên tục đạt đỉnh mới năm nay nếu như mà các bạn số từ tháng 7 năm 2022 khi mà có hiện tượng đảo ngược đó thì các bạn đang lỗ rất là nhiều cho nên nó cũng không phải là đáng giá lắm đâu các bạn cái điều mà Thuận cảm thấy có giá trị hơn là chúng ta so sánh giữa 6 tháng với nhau Giống như chúng ta nói tới là trong vòng 6 tháng đầu đó sau khi mà có cái hiện tượng đường cong là xuất đảo ngược thì khả năng có suy thoái tài chính là 54% các bạn. Nhưng mà thêm 6 tháng nữa đó thì cái khả năng đó so với 6 tháng đầu là chỉ có 53% mà thôi. Rồi thêm 6 tháng nữa nghĩa là từ 13 tới 18 tháng đó so với lại 6 tháng trước đó khả năng là 61%. Nhưng mà kéo dài ra hơn nữa đó giống như là từ 19 tới 24 tháng thì khả năng chỉ có 14% mà thôi. Và kéo dài hơn nữa từ 25 tới 30 tháng so với với lại những cái 6 tháng trước đó thì giảm xuống các bạn tiếp tục là còn có 17% mà thôi. Các bạn nhìn thấy được là khi các bạn nhìn vào mỗi 6 tháng như vậy đó thì cái hiệu ứng của đường cong lại suất đảo ngược đó nó ngày càng giảm xuống chứ không phải là tăng lên. Nó chỉ tăng lên tới cái lúc mà từ 13 tới 18 tháng mà thôi. Đây là đỉnh điểm các bạn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như các bạn thật sự tin là đường cong lại suất đảo ngược là một những chỉ số tốt để mà đưa ra cái dự đoán nó có suy thoái tài chính hay là không đó thì cái thời điểm tốt đó chính là từ 13 tới 18 tháng có nghĩa là nếu như mà chúng ta có thể vượt qua được tháng 13 tới tháng 18 mà không có suy thoái tài chính đó, thì cái khả năng suy thoái tài chính giảm xuống còn có 14% hay là 17% khi các bạn kéo dài thời gian ra hơn thì điều này có nghĩa gì các bạn điều này có nghĩa là nó chỉ tốt trong khoảng thời gian 18 tháng đầu lại mà thôi nếu như chúng ta đã trôi qua 18 tháng rồi khi mà có cái đường cong lợi suất đảo ngược đó, thì đây không còn là một cái yếu tố tốt để mà dự đoán có suy thoái tài chính hay là không nữa giống như là thời điểm bây giờ nếu như chúng ta có suy thoái tài chính đó, thì khả năng không có liên quan gì đến đường cong lợi suất đảo ngược hết các bạn lần này có suy thoái tài chính hay là không đó, thì nó cực kỳ khác so với những cái lần trước đây giống như chúng ta nhìn thấy được là năm 2008 đi thì suy thoái tài chính đến từ thị trường tín dụng các bạn liên quan đến thị trường nhà cửa Hoa Kỳ trước đó nữa năm 2000 là bong bóng đọt không các bạn nhìn thấy được đây là những cái sự kiện có thể nói là khiến cho nhiều người họ không thể ngờ đến những cái thiên nga đen khiến cho chúng ta có suy thoái tài chính nhưng mà lần này thì khác các bạn lần này có suy thoái tài chính hay là không đó thì chỉ dựa vào một người mà thôi các bạn đó chính là Fed Fed có muốn giảm lãi suất hay là không ngay bây bây giờ nếu như mà họ cắt giảm lãi suất mạnh thì chúng ta sẽ không có suy thoái thì chính đầu chúng ta sẽ thấy được là tiền đã được bơm vào trong vòng 6 tháng một năm tới tiền được bơm vào kinh tế lại sẽ tốt trở lại các bạn quan trọng là khi nào Fed muốn cắt giảm lãi suất nếu như mà có suy si thoái xảy ra đó thì đây là một cái đợt suy thoái mà được tự tạo ra bởi Fed chứ không phải là liên quan đến những cái yếu tố bên ngoài các bạn tại vì nó không giống như là năm 2000 bao mối đợt hay là năm 2008 liên quan tới à, tín dụng các bạn đây là một cái đợt suy thoái nếu có xảy ra đó là do Fed trì hoãn quá lâu để mà giảm lãi suất lần này nó rất là khác cho nên nó rất là khó để mà đoán được có suy si thoái tài chính hay là không câu hỏi là khi nào Fed giảm lãi suất các bạn cho nên đây là đề tài mà chúng ta rất là quan tâm trong thời gian cả năm qua thì đây là cái thông tin liên quan tới đường công lãi suất đảo ngược mà tôi muốn cập nhật với các bạn hy vọng là các bạn nhận được một số giá trị trong cái phần thông tin này chúng ta bây giờ hãy nói tới tình hình liên quan đến thị trường crypto đi các bạn thì chúng ta cũng đã thấy là giá của BTC đó thì hôm nay giảm thêm nữa các bạn giảm khoảng chừng là ba phần trăm vốn hóa của thị trường thì cũng giảm như vậy các bạn giảm khoảng chừng là 3% bây giờ chúng ta mức là 2,3 nghìn tỷ và chúng ta cũng thấy Allcoin ngày hôm nay lại tiếp tục là một màu đỏ các bạn rất là đỏ luôn và chúng ta thấy được là chứng của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đạt đỉnh mới thì chuyện gì đang xảy ra với crypto các bạn tại vì chúng ta nhìn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ thì đạt đỉnh mới thị trường của vàng đó thì không thay đổi các bạn vẫn tiếp tục đi hàng ngang nhưng mà liên quan đến crypto đó thì chúng ta lại tiếp tục là một màu đỏ các bạn tuy các bạn zoom ra đó thì các bạn nhìn thấy được là trên căn bản chúng ta vẫn tiếp tục trong phạm vi đi ngang từ tháng 3 tới bây giờ mà thôi nhưng mà về những cái thông tin riêng ảnh hưởng đến giá của Bitcoin đó thì chúng ta có thông tin liên quan tới Mao các bạn có thể là các bạn đã mau quên rồi chúng ta cũng đã đã vừa nói tới thông tin này cách đây khoảng chừng 2 tuần Nhưng mà các bạn thấy được là hai tuần trôi qua đó thì nhiều bạn lại quên lại nói là không có thông tin gì hết Tại sao lại thấy là giá của BTC lại giảm ngày hôm nay thì không phải đâu các bạn, chúng ta cũng đã từng nói đến liên quan tới Mao trả tiền bắt đầu từ đầu tháng này các bạn, có nghĩa là trên căn bản đó họ đã bắt đầu trả rồi. Tôi không phải là một cái chủ nợ của Mao nhưng mà nào mà là chủ nợ có thể comment bên dưới xem họ đã trả chưa. Thì các bạn thấy được là chúng ta có những cái động thái như là chúng ta thấy Look on Chain đó đã chia sẻ rất nhiều cá voi nạp Bitcoin lên trên sàn Binance trong vòng 24 giờ qua các bạn. Họ nộp con số tổng cộng là khoảng chừng cái ví này là 106 triệu Nói chung đó là có nhiều động thái cá voi nộp lên trên sàn Binance Thì chúng ta không biết được là tại sao những cái cá voi này lại nộp nhiều Bitcoin lên sàn Binance Có khả năng là đến từ Malgox các bạn có thể họ là những cái chủ nợ Họ được trả chúng ta không biết được Nhưng mà cái thêm muốn chia sẻ với các bạn đó là nhiều bạn nói là giá di chuyển rồi chúng ta mới thấy tin Thật ra tin thường đã có trước đó rồi các bạn Chỉ là chúng ta mau quên mà thôi như là tin mau Gox sẽ trả tiền bắt đầu từ tháng này Hay là sau Hà thì giá thường sẽ không có sự đột phá nào cho đến 6 đến 8 tháng sau dựa theo lịch sử Các bạn thấy được là những cái mà Thuận chia sẻ với các bạn đó là những cái chúng ta đã nhìn thấy lập lập lại nhiều lần rồi các bạn Và khi mà sự kiện này chưa xảy ra đó thì nhiều bạn nói là ok mình sẽ chờ được cái này đó là cũng hợp lý mà thôi nhưng mà khi mà chúng ta thấy là hai bên trôi qua 3 tháng rồi đó thì nhiều bạn lại bắt đầu là mất kiên nhẫn và nói là hai bên đã xảy ra vào tháng tư rồi bây giờ tháng 7 tại sao mà giá vẫn chưa tăng trong khi chúng ta đã nói tới rất là nhiều rồi các bạn trong lịch sử cho thấy sau khi mà bitcoin hai bên thì thường nó 6 tới tám tháng sau chúng ta mới thấy là giá có cái sự di chuyển đó là dựa theo lịch sử nếu các bạn tin vào chu kỳ mỗi 4 năm và trên căn bản đó nếu chúng ta so sánh cái giá bây giờ là sáu mươi đô so với lại cái thời điểm này chu kỳ trước chúng ta đã tốt hơn rất nhiều rồi các bạn tại vì cái giá 60.000 này đó cũng coi như rất là gần cái đỉnh các bạn Cái đỉnh là 73.000 đô Thì 60.000 không phải là xa lắm đâu các bạn Nhưng mà khi mà so sánh với chu kỳ trước đó Thì các bạn thấy được là cái mức giá Chúng ta bây giờ có thể là đâu đó cách xa cái mức 20.000 đô lắm các bạn Có thể là chỉ có 90.000 đô hay gì mà thôi Cho nên trên căn bản cái đợt chu kỳ này chúng ta đã đi trước những chu kỳ trước rồi Chúng ta đã có những cái kỷ lục mới giống như chúng ta nói tới là đã đạt cái đỉnh mới trước khi mà có Bitcoin Halving Chúng ta đã có 7 tháng liên tục thị trường xanh Từ tháng 9 năm ngoái tới tháng 3 năm nay Đó là những cái kỷ lục các bạn Hiện bây giờ ra thị trường cần phải có một cái sự điều chỉnh Một cái sự tích lũy Và đó là điều chúng ta đã nhìn thấy trong vòng 3 tháng qua Lần này chúng ta có lịch sử mới hay là không thì uh, chúng ta phải chờ thêm mới biết được các bạn. Tôi thấy là nhiều người bây giờ đã kêu gọi chúng ta sẽ có giá pump lên đỉnh mới vào tháng 8 hay là cuối năm nay hay là một số người nói chúng ta đã có thể thấy đỉnh của đợt này rồi và bây giờ đã đang trên đường downtrend. Đối thùng đó chúng ta còn quá sớm để mà nói các bạn chỉ mới có hai bình ba tháng thôi thì rất là khó để mà nói được là cái nào mới là xu hướng kế tiếp của BTC hay là chúng ta sẽ thấy một lịch sử hoàn toàn mới. Tại vì chúng ta đã có Bitcoin spot ETF rồi cái chu kỳ này đó bịt không thể trở thành một cái loại tài sản rất là khác so với những chu kỳ trước các bạn cái sự chấp nhận đã rộng rãi hơn thường còn rất nhiều thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn rồi các bạn sẽ hiểu rõ hơn nhưng mà thông chỉ muốn nhắc nhở các bạn là chúng ta có một lực bán đó chính là đến từ Malgox bắt đầu từ tháng này lực bán nó là bao nhiêu đó thì Thùng đã từng chia sẻ cái bài này chi tiết với các bạn nhưng mà nào mà chưa xem thì có thể lên những mạng xã hội và thấy cái bài mà Thùng đăng ngày hôm nay bấm vào cái link đó sẽ có cái bài liên quan tới Malgox thì lực bán đó, theo ước tính các bạn đã nhớ là đâu đó khoảng chừng là 1 tỷ ba đô la các bạn đương nhiên không phải là 1 tỷ ba đô la sẽ bán cùng một lúc cái này là cái số tiền mà có thể được trả liên quan tới BTC và họ sẽ trả theo số thứ tự các bạn và có người bán người không nhưng mà nói chung đó thì chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị là mùa hè này là một cái mùa hè mà sẽ rất là rực rỡ các bạn như đại thường đã chia sẻ trong cái bài viết này nhưng mà giá có đơm hay không đơm bao nhiêu sâu đó thì còn phải tùy vào nguồn cầu đó là về mao gót các bạn nhưng mà thuận nó hay tâm sự chia sẻ với các bạn nhưng mà những gì mà thường nói nó nó không phải là chỉ riêng liên quan đến thị trường crypto đâu hay là không phải là chỉ nói cho những bạn nào mà mới đến kênh rồi các bạn thật ra đó chúng ta thấy là thị trường không bao giờ là dễ hết ngay cả những người mà kỳ cựu đầy kinh nghiệm cũng bị thị trường làm cho bất ngờ các bạn luôn đi tâm lý và chúng ta thấy được là một trong những người đó đó chính là Marco Kolanovic các bạn đây là chiến lược gia trưởng người này là các bạn đây là chiến lược gia trưởng của ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ JP Morgan Chase các bạn và ông cũng là đồng trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu đã từ chức thì Kolanovic đã làm việc tại JP Morgan 19 năm qua các bạn nhưng mà hai năm vừa qua là hai năm đầy khó khăn về các dự đoán thị trường Ông liên tục lạc quan trong nửa đầu năm 2022 khi mà chỉ số S&P 500 giảm 19%, sau đó ông trở nên bi quan đúng lúc thị trường chạm đáy, bỏ lỡ sự tăng trưởng 24% của S&P 500 vào năm ngoái cũng như là thêm 14% trong nửa đầu năm nay. Đối với Thuận đó thì cách tốt nhất để ổn định tâm lý là các bạn phải chọn một tài sản mình tin tưởng, trung bình giá dài hạn và chốt lời khi mà có cơ hội tại vì không ai biết được định đến đâu và đáy đâu rồi các bạn nhưng mà nếu như bạn cứ mua khi mà giá xuống thì bạn sẽ có thể mua được đáy và cứ bán khi giá tăng thì bạn sẽ bán được đỉnh nói đầu tư dài hạn nói chung bình giá nghe rất dễ các bạn nhưng mà thực hành rất là khó các bạn sẽ thấy được là một trong những cái yếu tố rất quan trọng đó chính là các bạn phải có dòng tiền các bạn phải có lòng tin khi mà thị trường bình thường hay là tốt đó thì lòng tin rất dễ các bạn lòng tin ở đâu chúng ta cũng nghe được và khi mà các bạn có lòng tin người khác cũng có lòng tin lòng tin các bạn càng vững chắc hơn nhưng mà khi mà thị trường bắt đầu lung lay rồi đó thì lòng tin các bạn lại lung lay tại vì người xung quanh các bạn đã không còn lòng tin nữa khiến cái lòng tin các bạn đã không còn vững nữa các bạn cho nên đó, đầu tư dài hạn Nói dễ chứ không dễ đâu các bạn Sự tập trung, sự nghiêm túc và kỷ luật Là những cái mà cần có khi các bạn đầu tư dài hạn Và các bạn thấy được là khi mà các bạn có những cái nhận định sai lầm ai cũng có hết các bạn nhưng mà đối với một số người họ lại không có chịu được giống như chúng ta nhìn thấy được Zero Hedge thì cũng đã từng chọc quê Karanovic khi mà ông cực kỳ bullish năm 2022 khi mà chứng khoán giảm liên tục rồi ngay cái đấy đó thì ông lại chuyển hướng sang Paris các bạn có thể là tại vì ông đã bolus cả năm 2022 và cái áp lực quá lớn các bạn khi mà bị người ta cứ chập quay hoài khi mà giá xuống à, nhưng mà ngược lại đó thì các bạn thì là khi mà ông chuyển qua Paris thì giá lại tăng thì lại bị áp lực bị người ta cười khi mà giá tăng lên các bạn nói chung là cái áp lực này không phải ai cũng chịu được đâu ngay cả những người mà kỳ cụ có mấy chục năm kinh nghiệm vẫn không có chịu được các bạn và cũng bị ảnh hưởng tâm lý nhưng mà tôi muốn các bạn nhìn dài hạn hơn khi mà các bạn nghe ai nói là Bitcoin đã sập rồi Thì các bạn có thể chia sẻ cái tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm của Bitcoin So với những tài sản khác các bạn Trong vòng 14 năm qua đó thì các bạn sẽ nhìn thấy được là không có một tài sản nào trên thế giới Có thể sánh ngang được với sự tăng trưởng của Bitcoin Đây không phải là ý kiến cá nhân các bạn mà đây là sự thật dựa trên toán học Đúng là chúng ta sẽ không biết được tương lai ra sao đâu các bạn Nhưng mà các bạn thấy được Bitcoin đã có 15 năm rồi Thì có thể là một ai đó sẽ nói đúng các bạn có thể một ngày nào đó bitcoin trở về con số 0 hay là bitcoin sẽ sụp đổ Tôi không biết được các bạn nhưng mà ngày đó là khi nào có phải là thêm 15 năm nữa có phải là thêm 30 năm nữa có thể là thêm 60 năm nữa ai mà biết được các bạn nhưng mà câu hỏi là cuộc đời các bạn có bao nhiêu 15 năm đó mới quan trọng hơn các bạn khung thời gian rất là quan trọng và cho đến bây giờ, dựa theo lịch sử về toán học, Bitcoin vẫn là tài sản mang đến nhiều lợi nhuận nhất các bạn và không có tài sản nào trên thế giới có thể sánh ngang cho đến thời điểm bây giờ. Giống như chúng ta nhìn trên màn hình thì một năm qua Bitcoin tăng là 94% các bạn. Hai năm qua Bitcoin tăng trung bình là 74% mỗi một năm. Như bạn sẽ nói là tại sao chúng ta nhìn thấy cái thông tin này lại không thấy những cái năm mà down Trend lại không phải là màu đỏ các bạn. Thì đơn giản thôi, đây là cái phần trăm lợi nhuận trung bình mỗi năm. Hiểu đơn giản hơn đó, nếu như mà các bạn mua Bitcoin cách đây khoảng chừng là 2 năm đi các bạn mua cái đỉnh của năm 2021 đi thì 3 năm trước thì các bạn lưu trữ Bitcoin tới bây giờ các bạn vẫn có lợi nhuận trung bình là 20% mỗi năm. Nếu như các bạn mua Bitcoin trong vòng 2 năm qua đó thì trung bình các bạn có lợi nhuận là 74%. Giá sử các bạn mua Bitcoin ngay cái đỉnh đi, cái đỉnh của năm 2017 thì cách đây 5 năm các bạn mua ngay cái đỉnh đó thì các bạn mua tới bây giờ các bạn đã có lợi nhuận là trung bình 40% mỗi một năm các bạn và càng xa cái phần trăm lợi nhuận càng cao những ai mà đầu tư dài hạn đó giống như là các bạn thấy từ 14 năm trước tới bây giờ thì trung bình 14 năm qua mỗi năm Bitcoin có lợi nhuận là 213% cái này đương nhiên tính trung bình mà thôi các bạn tại vì các bạn đang nói tới đầu tư dài hạn mỗi năm sẽ có năm tăng năm giảm nhưng mà trung bình thì các bạn thấy được là vẫn có cái sự tăng trưởng dài hạn cũng giống như vàng các bạn nhưng mà vàng đó thì cái sự tăng trưởng nó ít hơn Tuy là một năm qua bàn tăng 22% các bạn nhưng mà tính 14 năm qua thì trung bình mỗi năm vàng tăng có 5% mà thôi bằng với phần trăm lạm phát. Chúng ta nhìn thấy được là S&P 500 đó, thì chúng ta thấy được là năm nay với năm ngoái thì có sự tăng trưởng tốt các bạn 24% hay là 20% nhưng mà trung bình thì các bạn nhìn thấy được là S&P 500 cho các bạn có một cái lợi nhuận là trung bình 12% mỗi năm. Bitcoin vẫn là tài sản mang đến lợi nhuận tốt nhất trên bây giờ. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái thông tin rất là thú vị các bạn. Đây là một cái bài viết được chia sẻ ngày hôm nay bởi Forbes và trên màn hình đó các bạn nhìn thấy đây chính là Donald Trump. Thì cái đề tài của bài viết này đó là Trump châm ngồi cho cuộc thảo luận về Bitcoin như là tài sản dự trữ quốc gia. Và bài viết này đó tóm tắt là như thế này các bạn. Họ nói là sau khi mà Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Bitcoin đó thì cái ý nghĩ về việc sử dụng Bitcoin như là tài sản chiến lược quốc gia không còn cảm thấy bị xa lánh giữa các nhà lập pháp nữa. Giống như là họ nói là trước đây đó, các bạn thì được là cũng có những người ủng hộ Bitcoin ở quốc hội. Chúng ta nói tới thượng nghị sĩ Loomis, chúng ta nói tới thượng nghị sĩ Gillibrand và nhiều người khác các bạn ở quốc hội, hạ viện và cả thượng viện nữa. Nhưng mà khi mà nói tới việc là sử dụng Bitcoin như tài sản chiến lược quốc gia đó thì các bạn thì được là không ai muốn nghe hết. Đây là một cái ý tưởng mà nhiều người cho là điên rồ và mọi người xa lánh cho bạn không muốn bạn tiếp nữa nhưng mà bây giờ đó thì Trump đã bày tỏ sự ủng hộ rất lớn đối với thị trường này rồi các bạn cho nên đây lại là một cơ hội để khiến cho nhiều người trước đây họ có sự hoài nghi có thể họ hoài nghi Bitcoin nhưng mà họ không hoài nghi Donald Trump các bạn cho nên họ đã có sự chấp nhận nhiều hơn và cái ý tưởng này đó là sử dụng Bitcoin để hỗ trợ trái phiếu chính phủ Và cái được nói đến đó chính là chính phủ Hoa Kỳ lưu trữ Bitcoin tương tự như tôi nói tới chính phủ của El Salvador Tuy là bây giờ Hoa Kỳ vẫn là quốc gia lưu trữ nhiều Bitcoin nhất các bạn à, Chúng ta thì được là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ nhiều hơn cả nước Đức hay là ở Trung Quốc Trung Quốc là quốc gia lưu trữ nhiều Bitcoin thứ nhì Nhưng mà cái số lượng đó là từ tịch thu mà ra Không phải là chính phủ tự đi thu mua giống như El Salvador các bạn Ý tưởng này là nói là chính phủ thu mua Bitcoin lưu trữ như là lưu chữ vàng và chúng ta nhìn thấy được là Trump, thượng nghị sĩ Loomis Robert F Kennedy các bạn, đây là ứng cử viên à, cũng đang ra ứng cử hiện tại và đương nhiên Vivek Ramaswamy đây là người mà có khả năng sẽ được chọn làm phó tổng thống nếu như mà Trump đắc cử thì đây là những cái khuôn mặt đại diện cho một nhóm các nhà hoạch định chính sách mới những người cởi mở với niềm tin là Bitcoin có thể trở thành một công cụ kinh tế quốc gia Và Fox nói đó là lý thuyết trò chơi cho thấy rằng việc một quốc gia chấp nhận Bitcoin sẽ buộc các quốc gia khác phải xem xét điều tương tự dù là bạn hay là thù Lý thuyết trò chơi sẽ gia tốc nếu như mà Hoa Kỳ, quốc gia giàu có nhất trên thế giới và là trung tâm vốn toàn cầu là quốc gia phát triển đầu tiên bắt đầu tích lũy Bitcoin như là tài sản dự trữ chiến lược. Quyết định này sẽ đẩy nhanh sự chấp nhận toàn cầu của Bitcoin như một công cụ lưu trữ giá trị dài hạn và là một dạng vàng kỹ thuật số thì cái mà Forbes nói đến đó là cái lý thuyết trò chơi các bạn thì hiểu đơn giản hơn là như thế này lý thuyết trò chơi đó thường đó là được nói tới bởi một cái câu chuyện các bạn câu chuyện là như thế này câu chuyện này đó là liên quan đến hai người bị bắt hai người trộm bị bắt các bạn và cảnh sát nói với hai người này hai người này đó bị giam ở hai nơi khác nhau và khi mà thẩm vấn thì cảnh sát nói bây giờ đó anh có hai lựa chọn và nói với lại người a cũng như người b các hai lựa chọn thứ nhất là tố cáo, thứ hai giữ im lặng. Nếu như mà anh chấp nhận tố cáo mà người kia giữ im lặng đó thì anh sẽ được tự do, người kia sẽ lãnh 8 năm tù. Nếu như mà anh giữ im lặng mà người kia tố cáo đó thì anh sẽ lãnh 8 năm tù, người kia sẽ được tha bổng. Nếu như cả hai người đều giữ im lặng thì kết quả là mỗi người được 2 năm tù. Tại vì đó, những gì cảnh sát có chỉ đủ để buộc tội hai người hai năm tù mà thôi nhưng mà nếu như cả hai cùng tố cáo đó thì mỗi người sẽ nhận được 4 năm tù đây là kết quả tùy theo anh lựa chọn như thế nào thì các bạn thấy được là dựa theo lý thuyết trò chơi đó trong trường hợp mà chúng ta không biết được cái người bên kia sẽ làm gì thì chúng ta sẽ tự bảo vệ bản thân của mình bằng cách là cả hai người đều sẽ lựa chọn tố cáo dẫn đến hai người đều bị 4 năm tù các bạn đó chính là cái lý thuyết trò chơi mà được nói đến bởi Forbes thì chúng ta có thể thay đổi những cái thông tin này bằng Bitcoin và những cái quốc gia quốc gia A và quốc gia B thì câu hỏi đơn giản thôi nếu như mà quốc gia A cấm Bitcoin mà quốc gia B cấm Bitcoin đó thì cái sự cân bằng tài chính giữa quốc gia đó nó sẽ bằng nhau các bạn tại vì có Bitcoin hay là không Bitcoin thì hai quốc gia đều giống nhau giống như là cả hai đều chấp nhận Bitcoin thì các bạn được là hai quốc gia đó, đó, thì tùy theo quốc gia nào có thể tận dụng thị trường Bitcoin tốt hơn thì sẽ có được lợi nhuận nhiều hơn. Nhưng mà trong trường hợp là một quốc gia cấm mà quốc gia còn lại đó cho phép Bitcoin và ủng hộ Bitcoin thì tất cả những lợi ích đến từ những công ty liên quan đến Bitcoin, liên quan đến những người ủng hộ Bitcoin, liên quan đến những người mà họ đến quốc gia đó để đi du lịch. Việc làm được tạo ra tại vì họ chấp nhận Bitcoin đều sẽ được hưởng bởi quốc gia mà chấp nhận. Quốc gia mà cấm sẽ không được gì hết cho nên các bạn nhìn thấy được là trong trường hợp mà hai quốc gia họ không tin tưởng lẫn nhau chúng ta đưa ra một đề tài là có nên chấp nhận bitcoin hay là không thì khả năng cao hai bên sẽ lựa chọn chấp nhận đây là cái sự lựa chọn sẽ mang đến cái rủi ro thấp nhất và lợi ích nhiều nhất đối với cả hai cho nên khi chúng ta nói tới lý thuyết trò chơi đó thì chúng ta được là khi mà một quốc gia chấp nhận bitcoin thì những quốc gia còn lại họ sẽ suy nghĩ là có nên chấp nhận hay là không các bạn thấy được là chúng ta nói tới những cái đề tài như là bitcoin hay là crypto thì chúng ta được là không có khả năng là tất cả thế giới cùng nhau đồng lòng để mà cấm một thứ như là crypto hay là bitcoin thôi các bạn ngay cả những cái mà có thể nói nó quan trọng hơn thì cả thế giới đều không đồng lòng chứ đừng nói tới là những cái mang lại lợi ích như là bitcoin hay crypto chúng ta nói tới là bảo vệ nhân quyền hay là chúng ta nói tới là chống dịch bệnh chúng ta nói tới bảo vệ môi trường như thế nào các bạn thấy được những cái đề tài đó cả thế giới còn không đồng lòng nghĩ sao mà họ đồng lòng cấm crypto hay là bitcoin các bạn đương nhiên sẽ có một quốc gia hai quốc gia mười quốc gia sẽ chấp nhận và chỉ cần một quốc gia chấp nhận thôi thì những quốc gia khác sẽ suy nghĩ đến là có nên chấp nhận hay là không và đó là lý thuyết trò chơi các bạn khi mà Trump một ứng cử viên hiện bây giờ mà được nhiều người quan tâm đó ủng hộ khôi thì những ứng cử viên còn lại sẽ suy nghĩ là có nên ủng hộ hay là không. Một nhà lập pháp nổi tiếng ủng hộ khôi thì những nhà lập pháp còn lại cũng suy nghĩ là có nên ủng hộ hay là không các bạn. Tại vì nếu không đó thì tiền quyên góp tất cả đều sẽ dồn về một người hết. Những người mà không ủng hộ không được gì hết các bạn. Đó là lý thuyết trò chơi được nói tới bởi Forbes. Hy vọng là thuộc với cái phần này các bạn hiểu tình hình như thế nào. Và tôi muốn nhắc nhở nhẹ là cho dù hôm nay trời nắng hay trời mưa, mau có trả tiền hay là không bạn đang tham lam hay sợ hãi đó thì Salvador vẫn tiếp tục thu mua một BTC mỗi ngày các bạn và ngày hôm nay đó đây là cái tài liệu on chain họ đã thu mua thêm một bitcoin nữa các bạn và hiện bây giờ đó họ đang lưu trữ tổng cộng là 5.800 BTC đáng giá là gần 350 triệu đô la các bạn họ tiếp tục tích lũy tiếp tục trung bình giá và hiện bây giờ họ đang gom lại đó các bạn Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới bầu cử tổng thống đi Tại vì các bạn đã biết đây là một cái đề tài mà đang rất là nóng hiện bây giờ Và một đề tài mà ảnh hưởng đến thị trường tài chính nói chung Không phải là riêng crypto gì đâu Chúng ta nhìn thấy được là hiện bây giờ đó Trang web cá cược Polymarket cho thấy đó là có khả năng cao Tổng thống Biden sẽ rút lui các bạn Khả năng đó là bao nhiêu đó Thì các bạn thấy được là nó thay đổi rất nhiều ngày hôm nay Đã có lúc tăng lên tới 80 mấy phần trăm nữa các bạn Giống như là cách đây không lâu Về tiếng đồng hồ đó Thì tăng lên tới cái mức là 82 phần trăm Khả năng là Biden sẽ rút lui Rồi bây giờ đã giảm xuống còn 64 phần trăm các bạn Nhưng mà 64 phần trăm này đó Các bạn nhìn thấy được là đã tăng 246 phần trăm từ một tuần trước rồi Khả năng bây giờ đó là Biden rút lui còn cao hơn cả tiếp tục nữa Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được mọi thứ nó cũng không có đơn giản như vậy Chúng ta có rất nhiều tin tức các bạn Nhưng mà thông muốn chia sẻ là những tin tức này đó chưa có tin tức nào là chính xác 100% hết Tại vì các bạn thấy được là có tin từ CNBC hồi sáng này là các đồng minh của phó tổng thống Kamala Harris Đang thảo luận các kịch bản trong trường hợp tổng thống Joe Biden rút lui khỏi chiến dịch tranh cử năm 2024 và chúng ta đang nói tới là phó tổng thống Kamala Harris các bạn. Và cái mà họ quan tâm đó là việc liệu trong trường hợp là tổng thống Biden rút lui, không đứng ra ứng cử nữa thì phó tổng thống Harris đứng ra ứng cử thì có quyền sử dụng cái quỹ chiến dịch tổng lồ của Joe Biden hay là không? Hiện đã được quản lý bởi đội ngũ của biden nếu như mà ông không tiếp tục tham gia tranh cử nữa thì các bạn hiểu đây là một cái vấn đề có thể nói là liên quan đến pháp lý người ta quyên góp Tại vì người ta ủng hộ Joe Biden các bạn Nhưng mà bây giờ đó nếu như mà Joe Biden rút lui Thì cái số tiền quyên góp đó có được dùng bởi ứng cử viên khác hay là không Nhiều người nói là có thể là không Tại vì tôi đâu có ủng hộ Kalama Harris đâu Cho nên phải trả tiền cho tôi bài bạn thấy đây là một cái vấn đề liên quan tới pháp lý Mà họ cần phải giải quyết Nếu như bây giờ đó một người mới đứng ra ứng cử Mà lại phải đi gây quỹ trở lại đó Thì sẽ tốn rất nhiều thời gian Trong khi đã có sẵn một số tiền đó rồi các bạn Nhưng mà các bạn thấy được là cho dù có nhiều lời kêu gọi là tổng thống biden nên rút lui khỏi cuộc đua tổng thống thì uh, tổng thống biden nói ngày hôm nay đó là ông sẽ không rút lui các bạn à, và ông đã nói là hãy để tôi nói điều này rõ ràng nhất có thể đơn giản và thẳng thắn nhất có thể tôi đang tranh cử và không ai đang ép tôi phải rút lui tôi sẽ không rời bỏ tôi sẽ ở lại cuộc đua này đến cuối cùng và chúng ta sẽ chiến thắng thì à, các bạn thấy được là ông hoàn toàn không có ý định rút lui mặc dù đã có những cái tin tức khác liên quan đến việc là ông đang nói chuyện với một số những cái nhà chiến lược gia về việc ông có nên rút lui hay là không Các bạn thấy được là tin tức à, mỗi một giờ là mỗi khác các bạn có tin tức nói là ông chuẩn bị rút lui nhưng mà ông đã hiểu là ông sẽ không rút lui ai mà biết được các bạn Nhưng mà tôi có thể nói với các bạn là chúng ta sẽ biết tin tức sớm mà thôi từ đây cho đến ngày bầu cử đó không còn bao nhiêu tháng ngày nữa nếu như mà ông muốn rút lui ra thì ông phải rút lui rất là sớm chứ không thể mà kéo dài dài tuần nữa đâu các bạn sẽ biết sớm mà thôi. Thì có một câu hỏi là nếu như Biden không bị rút lui, thì đảng của ông có thể thay thế người hay là không? Tại vì trên căn bản đó thì phải đợi cho đến tháng tám mới đến cái ngày mà đảng chính thức công nhận người đại diện cho đảng là ai. Thì từ đây đến đó họ hoàn toàn có thể thay đổi người. Nhưng mà theo cuộc phỏng vấn hồi sáng này, đó, cuộc phỏng vấn giữa đài truyền hình thường cũng quên rồi các bạn, đài Fox hay là gì đó và phỏng vấn chủ tịch hạ viện thì chúng ta được là mọi thứ nó không đơn giản như vậy. Thay thường hiểu đó là vì cái hoạt động của cuộc bầu cử này tên của tổng thống Biden đã được ghi lên phiếu bầu ở nhiều tiểu bang rồi hiện bây giờ đó thì ngoại trừ là ông từ rút lui thôi chứ còn không ai có thể thay đổi tên của ông được hết các bạn cho nên mấu chốt đó là ông có chịu rút lui hay là không chúng ta sẽ biết sớm mà thôi và đương nhiên đây là một thông tin mà khiến cho thị trường không có rõ ràng các bạn và đối với lại những người đầu tư crypto đó thì các bạn thấy được là có nhiều người thì kêu gọi ông cũng nên rút lui nhưng mà nếu các bạn nhìn vào tình hình bây giờ thì về bên Biden chúng ta vẫn chưa có rõ là ông ủng hộ crypto đến mức nào các bạn, chỉ có những cái thông tin nhưng mà không có bao giờ là tự ông nói ra trong khi mà ở bên Trump thì đã rất rõ ràng về việc ủng hộ thị trường crypto này. Cho nên chúng ta nhìn thấy được là về phương diện crypto chúng ta nhìn vào khả năng đắc cử hiện bây giờ chúng ta nhìn vào Polymarket thì đương nhiên đây chỉ là một trang web cá cược thôi các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là bây giờ đó thì họ đang nghiêng về là Donald Trump 62% sẽ đắc cử kế đó là Kamala Harris các bạn 16% đắc cử các bạn nhìn thấy được là Kamala Harris thì bây giờ vẫn không phải là ứng cử viên mà họ còn cho là phần trăm đắc cử còn cao hơn cả Joe Biden nữa các bạn Joe Biden bây giờ chỉ có 13% mà thôi thì nếu chúng ta dựa vào thông tin này đó Thì các bạn thấy được là Donald Trump đang áp đảo Joe Biden Và Trump là người ủng hộ crypto Cho nên tin thì bây giờ đó Rất có lợi cho crypto Cho 4 năm tới đây các bạn Nhưng mà nếu như mà Joe Biden bị thay thế một người khác Thì ai biết là ai các bạn Có người nói là Gavin Newsom Có người nói là Michelle Obama Có người nói là Phó Tổng thống Kamala Harris Chẳng ai biết được hết các bạn Và chúng ta cũng không biết là quan điểm crypto của họ ra sao Và khi mà đã có sự thay đổi rồi đó Thì cái phần trăm Trump thắng là bao nhiêu Lúc đó chúng ta mới biết được Ngay bây giờ đó là cái lợi thế cho Trump Và là lợi thế cho crypto Cho nên nếu như các bạn là một nhà đầu tư crypto Thì 4 năm tới đây dựa vào Biden có chịu rút lui hay là không các bạn Không biết chắc chắn 100% hết Nhưng mà ngay bây giờ lợi thế là đang nghiêng về Trump hiện tại Nếu như mà có thay đổi một ứng cử viên khác lên thì chúng ta lại phải nhìn phần trăm này một lần nữa cho nên hiện tại tốt hơn là có sự thay đổi đó là quan điểm của thuận các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới và đương nhiên cái này là không phải là chúng ta nói sâu vô chính trị các bạn Thường chỉ đơn giản nói cái sự ảnh hưởng của sự kiện này liên quan đến trường crypto mà thôi và như thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua nó chỉ ảnh hưởng trong thời gian ngắn hạn 4 năm tới thôi các bạn chỉ còn về dài hạn đảng nào nắm quyền ai là tổng thống cũng không có ảnh hưởng đến xu hướng dài hạn của Bitcoin và crypto đâu các bạn. Và chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới những thông tin khác liên quan tới thị trường này đi. Tại vì cái video cũng đã khá là dài rồi, Thuận sẽ cố gắng nói nhanh cái phần này các bạn. Thì chúng ta thấy được là Steve Kurz của Galaxy đã tự tin là các quỹ Ether Spot ETF sẽ được phê duyệt để mà giao dịch trong tháng này. SEC đã yêu cầu điều chỉnh thêm đối với mẫu đơn S1 và yêu cầu tất cả các công ty phải cập nhật và nộp lại trước ngày 8 tháng 7 các bạn và chúng ta nhìn thấy được là không cần phải chờ đến ngày 8 tháng 7 hôm nay David Bitwise đã nộp lại cái văn bản sửa đổi Ether ETF của họ rồi và hạn chót là 8 tháng 7 nhưng mà có khả năng đó là hầu hết cái công ty sẽ nộp lại trong tuần này các bạn tại vì họ chỉ yêu cầu thay đổi nhỏ mà thôi và Bloomberg James Safer đang nghĩ là Ether Spot ETF có thể được niêm yết trước ngày 15 tháng 7 Chúng ta bây giờ ở cái thời điểm là ngày 3 tháng 7, các bạn nghĩ là đâu đó khoảng chừng 2 tuần nữa thì Ethersport ETF sẽ bắt đầu. Tuy đã trì hoãn các bạn, chúng ta kỳ vọng là đầu tháng 7, nhưng mà trì hoãn cũng không phải nhiều lắm, khoảng chừng là 2 tuần mà thôi, dựa theo những thông tin ngày hôm nay. Và các bạn nhìn thấy được là ngay bây giờ đã có rất là nhiều những công ty phố Wall, họ đã tung ra quảng cáo và họ tung ra những cái bài giải thích về Ethereum. Cũng rất là thú vị các bạn, K33 Research nói là khả năng chúng ta sẽ thấy dòng tiền âm ban đầu tương tự như là Bitcoin ETF vì lực bán của Scale nhưng mà sau đó đó dòng tiền sẽ dương trở lại và Ether có khả năng sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn so với Bitcoin vì Ether không cần phải đối mặt với lực bán từ các chủ nợ mau góc hiện bây giờ có nghĩa là họ nghĩ là khi mà có Ether Spot ETF đó thì mới đầu là dòng tiền âm tại vì chúng ta thấy được là lực mua sẽ không bằng lực bán đến từ Braiscale nhưng mà sau đó dòng tiền sẽ dương trở lại và thậm chí họ nghĩ là đầu tư vào TOM từ đến cuối năm sẽ có lợi nhận tốt hơn là lưu trữ BTC. Ít ra đây là cây nhận định của họ các bạn và chúng ta cũng thấy được là Bitwise sẽ đưa ra một sự so sánh giữa Bitcoin và Ether cũng rất là đơn sơ. Nói chung là họ nói là Bitcoin là một cái hệ thống tiền tệ, còn Ether là tất cả là stablecoin là token hóa tài sản là DeFi, là gaming, NFTs, DAOs Digital ID, các bạn nhìn thấy được là họ nói là Ether là tất cả những cái còn lại Bitcoin nó chỉ là hệ thống tiền tệ và là tài sản mà thôi Nói chung đây là một cái sự giải thích đơn giản cho những người nào mà hoàn toàn không hiểu gì nhiều về thị trường crypto này các bạn chứ còn về Bitcoin đương nhiên là chúng ta có những cái như là chúng ta có hệ thống tầng hai đó là DeFi của Bitcoin các bạn chúng ta cũng có NFTs trên mạng lưới của Ordinals vân vân nhưng mà tôi nghĩ là cái mà những cái công ty forward có thể giải thích dễ dàng hơn đó là đa dạng hóa họ có thể sử dụng cái sự kiện hiện bây giờ chúng ta nhìn thấy được là cái lực bán đến từ Mt chỉ ảnh hưởng đến Bitcoin và Bitcoin Cash thôi các bạn Không ảnh hưởng đến Ethereum Tại vì Malgox đâu có Ether đâu Thì họ có thể dễ dàng giải thích là Tại sao cần phải thêm Ether vào trên đầu tư Tại vì sẽ có một số những cái sự kiện ảnh hưởng đến Bitcoin Nhưng mà không ảnh hưởng đến Ether Cho nên đa dạng hóa vẫn có giá trị còn về dòng tiền ngày hôm nay đó thì chúng ta nhìn thấy được là chúng ta đã có dòng tiền âm ngày hôm qua Không phải nhiều lắm các bạn, sau một tuần có dòng tiền dương chúng ta đã có dòng tiền âm ngày hôm qua là 13.7 triệu Hôm nay đó thì chúng ta vẫn đang chờ đợi BlackRock nhưng mà hiện bây giờ là đang âm 20 triệu các bạn cũng không phải đi nhiều Nói chung là chúng ta đã có dòng tiền âm trở lại ngày hôm qua và khả năng là ngày hôm nay tùy theo là BlackRock thu về bao nhiêu Cũng không có gì đáng nói hiện bây giờ và chúng ta cũng có một số thông tin khác cũng rất là tốt các bạn chúng ta có cái thông tin liên quan đến công ty tài sản kỹ thuật số ở Đức Deutsche Digital Asset họ đã niêm yết sản phẩm giao dịch Bitcoin Macro ETP trên nền tảng của Deutsche Boise, Zitra và ETP đó thì tương tự như là ETF nhưng mà nó khác một chút các bạn về cái mặt pháp lý nhưng mà cái ETP này sẽ điều chỉnh mức độ đầu tư về Bitcoin dựa trên các yếu tố kinh tế vĩ mô bằng cách chuyển đổi giữa Bitcoin và USDC và được giao dịch dưới ký hiệu là BMAC với tỷ lệ chi phí tổng cộng là 2% mỗi năm khá là cao đó các bạn nhưng mà cũng là thêm một sản phẩm nữa liên quan tới Bitcoin trên sàn ở nước Đức và chúng ta cũng đã kết thúc cái quý 2 các bạn thì công ty CleanSpark cũng đã thông báo đó là trong tháng 6 họ đã đào được 445 BTC và họ chỉ bán có 8 BTC mà thôi các bạn. Các bạn thấy được là bây giờ họ đang lưu trữ là 6.591 BTC, nghĩa là khoảng 400 triệu đô la. Thì các bạn nhìn thấy được là không mai thời đào nào cũng bán đâu. Chúng ta nhìn thấy là có cái lực bán đến từ những công ty đào chủ yếu là những công ty đào nhỏ mà thôi. Và họ bán hết Bitcoin rồi họ cũng không có gì để bán nữa. Những công ty đào lớn đó họ vẫn tiếp tục ho đồ Bitcoin các bạn. Và thậm chí các bạn nhìn thấy được là trong những thời điểm như thế này, những công ty đào lớn như là Riot platform thì họ lại còn tăng thêm cái tốc độ tính toán thêm 50% nữa các bạn họ lại đầu tư để còn mạnh hơn nữa tại vì họ biết xa Bitcoin Haven thì nhiều đối thủ của họ sẽ phá sản và không có đạo nữa và đây là cái thời điểm tốt để họ có thể là thâu tóm thêm thị phần của thị trường này các bạn và tin tức cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là liên quan đến công ty Mantra. Thì công ty Mantra này đó họ nói họ sẽ mã hóa 500 triệu đô la giá trị bất động sản của công ty Mac Group tại Dubai các bạn nhưng mà họ sẽ làm theo từng đợt đợt đầu tiên đó thì bao gồm dự án gọi là Ketura Reserve và biệt thự 75 triệu đô la tại The Ritz Carlton Residence ở Dubai các bạn và nhà đầu tư sẽ nhận được lợi tức là 8% bằng stablecoin và thêm token ARM của Mantra và Mantra đã huy động tổng cộng được 1 triệu đô la vào tháng 3 để phát triển cái dự án này và Trước khi kết thúc video ngày hôm nay đó thì những người nào ở Hoa Kỳ thì Thuận muốn chúc các bạn có một ngày lễ July 4 vui vẻ và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn vào một ngày sau đó. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhìn được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng ở Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit OKX, XM, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn